Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Đầu tiên, như thường lệ, cho phép mình hỏi là các bạn có khỏe hay là không, và cá bảy màu của các bạn như thế nào rồi. Các bạn có thể chia sẻ comment trong video của mình hoặc là liên hệ với số điện thoại trên màn hình nha các bạn. Mình tâm sự dày móng gì đó, chia sẻ đam mê nha. Rồi, vô dạo một vòng chở cá bảy màu nha các bạn ơi. Đầu tiên, coi si thu rip bông tai bơi bướm, một cặp 100k nha các bạn, và ba cặp thì 250k ha các bạn. Ba cặp 250k, một cặp là 100k, và bài này mình cũng không còn nhiều nha các bạn ơi, mình còn chỉ khoảng chục cặp trở lại, chục cặp mình tiễn lên từ từ mình bán gì đó. Và cá thì mình ghép trống rồi, hết rồi nha, vậy các bạn chỉ cần cho đẻ là được. Còn đây là coi red rip bông nha các bạn, và một cặp như thế này mình bán 150k nha các bạn ơi. Bán cá này cho các bạn làm giống luôn nè, và cá lên tay bơi rồi nha các bạn. Vậy các bạn phơm thêm cá này mà đẻ chừng một lứa thì tay bơi của nó là đỏ lòm luôn, lên đỏ nữa nha các bạn. Và một cặp 150k làm giống là tối đa thoải mái luôn, không sợ gì hết nha. Để mình quay cho các bạn coi đủ hai cặp luôn nha các bạn. Một chút nữa mình quay ở trên xuống cho các bạn coi luôn. Size wheel top wheel 150k, hai cặp 300k là vừa đủ free ship cho các bạn nha các bạn ơi. Cho nên các bạn nào yêu thích coi red grip bông, liên hệ với mình, mình sẽ để lại cho các bạn giá rất là hữu nghị. Giá này là giá học sinh sinh viên rất là vừa túi tiền cho các bạn chơi nha. Đã trên thị trường kiếm một cặp coi red lên tay rip bông như thế này 150k là hơi khó nha các bạn, hơi khó ha. Có chứ không phải không đâu, các bạn chịu khó tìm, chịu khó đợi thì sẽ có chứ không phải không. Đó, cho nên là mình có hai cặp như thế này thôi, các bạn có nhu cầu mua thì liên hệ với mình. Để không thôi hết rồi nha các bạn, hết là các bạn mua rồi không có cái hơi buồn chút xíu. Mùa hè đỏ lửa thì lên coi red rip bông đầu làm giống cho các bạn, chia sẻ đam mê với các bạn một chút xíu thì sẽ vui hơn. Cho các bạn có cá đẹp làm giống đồ này nọ đổ ra đồ nữa ha. Và cá này là mình chưa có gớt trứng gì hết nha, chưa có con gì, chưa đẻ gì hết, chỉ là ghép trống vô thôi. Các bạn về dưỡng lên khoảng 15 ngày trở lại nữa là cá này có đẻ rồi nha các bạn, có đẻ rồi nha. Và mình cũng xin nói thêm là đẻ xong một lứa này thì cá bắt đầu lên tay đậm hơn, đỏ hơn ha các bạn. Đây top view nè các bạn, top view thì cá như thế này nè nha. Ví dụ như các bạn muốn mua cá này nè, cặp cá này các bạn muốn mình quay video lại trong cái quá trình mà trước khi giao cho các bạn cũng ok luôn. Các bạn sợ cháo cá như thế nào đó thì cứ nói với mình sẽ quay video cho các bạn coi, rồi ok là đóng hộp gửi thôi, đóng thùng gửi cho các bạn ha. Rồi cá sao thì mình giao như vậy thôi, chứ không có cháo, không có dấu giếm gì hết trơn á nha các bạn. Cá là bảo hành về tặng tay các bạn luôn. Còn đây là coi đen sọt nha các bạn ơi, vẫn là 40k một cặp, và khi các bạn mua 5 cặp thì 150k thôi nha các bạn. Coi đen sọt này là tới lứa đẻ hết luôn nha các bạn, các bạn nhanh nhanh tay bắt về dưỡng nó lên là nó thuần nước xong nó đẻ. Có thể là các bạn yêu cầu mình bắt cá mái mà bụng bự căng căng á thì mình cũng bắt được, nhưng mà hơi ớn chút xíu nha các bạn, tại vì trên đường nó đi có, nó có thể là nó đẻ luôn á, tại vì nước mới vô là cá bảy màu hay đẻ lắm đó các bạn để ý ha, là lạ nước là nó có thể đẻ. Và trong cái quá trình vận chuyển á, thì khi mà đẻ thì các bạn biết rồi đó, rất là nguy hiểm, tại nước ối nó tanh lắm các bạn, nó có thể gây ô nhiễm cái môi trường nước trong đó đó. Rồi gồng tím nha các bạn, gồng tím platinum nha, vẫn là 150k 5 cặp nha các bạn. Và khi các bạn mua 5 cặp mình tặng cho các bạn một cặp luôn.
khuyến mãi cho mùa hè đỏ lửa, mùa hè đỏ lửa lâu lâu quất sắc tím tô hộp trò vô cho nó thơ mộng nha. Đó, thơ mộng luôn nè. Tím platinum. Mình platinum trắng tươi luôn, ánh kim rất là sáng, rất là rõ ha các bạn. Đó, và đuôi rất là tím nha, tím mực, tím bút mực. Trời ạ. Ngày xưa có cái tờ báo mực tím á các bạn. Mình hay đọc cái tờ báo mực tím lắm. Mà bây giờ báo giấy đâu còn nữa. Mực tím, đó, nuôi cái rồng tím cái nhớ tới tờ báo mực tím. Rồi nó đùa vui vui thôi nha các bạn ơi. Rồi tiếp tục nè. Dumbo Red Tie. Màu xanh thậm thượt của lỗ tai. Rồi, dài nửa thân luôn nha các bạn, không có giỡn đâu nha. Và đuôi đỏ như thế này đây. Cá mái Cassido luôn. Vẫn là 150k cho 5 cặp và một cặp lẻ là 40k nha các bạn ơi. Lưng platinum trắng tươi như thế này nè nha, ánh kim sáng chân luôn. À, các bạn nhanh nhanh tay nha. Mình còn khoảng 30 cặp này thôi. 30 cặp thì mình bán giỏi lắm, 6 combo nó hết rồi, 5 combo 6 combo nó hết rồi đó. Cho nên là các bạn mà thấy cái clip này hơi có ấn tượng trôi qua là có thể là hết rồi đó các bạn. Cho nên các bạn nhanh nhanh tay lên nha. Các bạn có đam mê Dumbo Red Tie thì hú mình. Đó, comment liên hệ với mình ngay lập tức và mình sẽ nói cho các bạn biết nha. Full gold nha các bạn. Full gold gen. 150k 5 cặp, 5 tặng 1 cho các bạn luôn nè nha. Đó, vàng cháy luôn. Ai cần vàng? Ai cần vàng các bạn? Ai cũng cần vàng chứ á. Mình cũng cần vàng vậy. Cho nên là full gold không bao giờ xưa, không bao giờ lỗi thời hả các bạn ơi. Mua về nuôi hồ ngoài trời cho nó vàng cháy luôn. Vàng rất là may mắn. Có một cái điều đặc biệt ở cái dòng full gold như thế này các bạn. Các bạn mua full gold về nó rất là dễ nuôi và đẻ rất là say ha các bạn. Các bạn để ý ha, khi mà cá thuần nước xong đồ hết trơn rồi nha, cá nó quen với cái môi trường sống rồi thì cái tốc độ nhân bày của nó rất là khủng khiếp. Ờ, và các bạn cũng nên chú ý rằng là để cho cá của các bạn đẹp hoài luôn thì lâu lâu các bạn nhớ đổi máu cho nó, chứ các bạn cứ để như vậy mà các bạn cho đẻ tới đó thì full gold của bạn nữa dãy của nó sẽ bị gớt, nó không có đẹp ha các bạn, nó không có full lưng đồ này kia đó. Còn cái này là cũng full gold luôn các bạn, nhưng mà full gold platinum nha các bạn ơi. Full gold với ánh kim, người giác ánh kim và dãy trên lưng có ánh kim á các bạn, gọi là full gold platinum. Dòng này là full gold platinum mắt đỏ ha các bạn. Thì full gold platinum này cũng tương đối dễ nuôi các bạn, cũng không khó khăn gì hết nha. Nó hơi khó hơn so với full gold thường chút xíu thôi, nhưng nếu như mà các bạn nuôi full gold thường ok rồi thì nuôi full gold platinum này cũng không có vấn đề gì mà khó khăn hết. Và một cặp như thế này mình bán 50k. Các bạn mua combo 5 cặp mình tính 200k cho nó dễ ha các bạn. Các bạn mua full gold platinum thì hạn chế nuôi hồ ngoài trời ha các bạn, tại vì đây là dòng mắt đỏ nó kỵ nước mưa. Khi mà nắng mưa thất thường đó thì các bạn nhớ đầy đệm nó lại nha. Cá nhiễm nha các bạn ơi. 5k một con. Đơn hàng 100k mình sẽ ship cho các bạn nhanh gọn lẹ. Và nhiễm thì tùm lum giọng cho các bạn. Nuôi thủy sinh là tuyệt vời nha cá này. Và khi các bạn mua đơn hàng 200k mình tặng cho các bạn một con cá beta như trong hình đó nha. Đó, các bạn thấy con cá beta không? Rồi các bạn mua đơn hàng 300k mình tặng cho các bạn một cặp luôn, trong đó có hai con cá beta trống đó các bạn nha. Bữa hôm cũng tặng cá beta mà con cá kia mình tặng rồi, rồi bữa nay mình có con cá beta mới, mình sẽ tiếp tục tặng cho các bạn nào mua đơn hàng 200k con cá beta như trong video đó. Cũng dễ thương lắm nha, cũng đẹp, cũng dễ thương lắm á. Rồi vô đây mới lần đầu thì phùng phùng như vậy đó, chứ chút nữa phe kia đông lắm là nó sẽ hài hòa lại thôi, nó không có đánh lộn nữa. À, các bạn thấy không, nó mới đầu nó gượng, nó cắn cắn ha, một chút xíu nữa nè là nó sẽ bình thường lại, tại vì nó biết nó đánh lộn không có lợi. Hai các bạn
Rồi tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái dòng khá hot trên thị trường nè các bạn ơi, HB Retro Short nha các bạn. Nhìn như con cá bình tích luôn, nhiều ngoại cá bình tích luôn nha. HB Retro Short và một cặp như thế này mình bán cho các bạn là 80k. Khi các bạn mua đơn hàng 5 cặp sẽ là 350k ha các bạn. Đây là HB Retro Short, trên thị trường cũng khá hiếm nha. Không phải là hiếm lắm, khá hiếm. Hiện tại bầy này mình còn khoảng 20 cặp. Bạn nào mà yêu thích HB Retro Short thì liên hệ với mình. Giá này thì mình nghĩ là không có mắc đâu, phù hợp với túi tiền của người chơi. Mà cá HB Retro Short này cũng dễ nuôi lắm các bạn ha, dòng mắt đen mà. Vậy các bạn thuần nước gãy giống, ok. Full red, full red hấp môn BDS, kỳ trên bự chả bá lửa luôn. Và đuôi vẫn còn phát triển nữa nha các bạn, đuôi nó sẽ còn bự thêm dài ra, xòe ra nữa. Và một cặp như thế này mình bán cho các bạn là 50k. Các bạn mua 5 cặp mình sẽ tặng cho các bạn một cặp không mất giá, nhưng mình sẽ tặng cá nha. Full red hấp môn BDS. Các bạn yêu thích thì liên hệ với mình. Xanh xanh đỏ đỏ, mua về cho nó rực rỡ luôn nè. Và cái dòng một màu như thế này mà cá với màu, mà cái dòng một màu các bạn, ví dụ như full red, full black, full gold như này nè, các bạn nuôi nó dễ lắm, khỏi sợ bị nhiễm hay là cái gì hết các bạn. Còn đây coi đen sọt ribbon finchi tai bơi bướm, tên đọc hơi bị tê mọi người nha nhưng mà đọc đúng là nó phải dài như vậy. Một cặp mình bán 100k. Các bạn mua 5 cặp thì mình bán 400k các bạn. Và cái này mình cũng không còn nhiều nữa, mình còn trên dưới khoảng chừng 15 cặp thôi. Cho nên là các bạn muốn làm giống bắt cá này về, mà muốn làm kiển thì càng tốt, không sao hết trơn á. Cá này tuy là cá coi nhưng mà các bạn để ý nha, dòng cá coi sọt như thế này, mắt đen như thế này, các bạn về rất là dễ thuần nước. Và khi thuần nước xong thì các bạn yên tâm, nó sẽ đẻ chữa rất là dữ. Và các bạn gây bầy rất là nhanh nha. Tiếp tục dòng Red Dumbo. Red Dumbo là dòng mình lai tạo các bạn. Và một cặp vẫn là 30k. Combo 5 cặp mình tặng cho các bạn một cặp tai bơi xanh nha. Tai bơi xanh và người mình của nó là đỏ sô cô la như trong video các bạn. Nhìn rất là bắt mắt ha. Cái này các bạn về nuôi tai bơi còn dài và còn xanh thêm nữa nha các bạn. Và mình vẫn đỏ sô cô la như thế này. Cái dòng mà full red blue các bạn thì tai bơi của nó màu xanh thiệt nhưng mà nó hơi lợt, hơi lợt, cho nên là mình lai tạo một cái dòng này để lông tai nó đậm hơn. Đây full red blue đây các bạn, đỏ thì tươi hơn nhưng mà tai bơi xanh không bằng cái dòng mà mình làm hả các bạn. Và cá mái thì đuôi hơi trắng, hơi xanh, hơi trắng trắng xanh xanh nha, chứ nó không có như cái dòng mình lai tạo. Cái dòng mình lai tạo thì cái đuôi của cá mái nó đỏ luôn. Và full red blue này mình cũng bán một cặp là 30k, 5 tặng 1 cho các bạn. Đó. Có nhiều người thích nuôi full red blue lắm các bạn, tại vì ví dụ như các bạn nuôi cái hồ thủy sinh nha, cái nền mà hơi xanh chút xíu đó, thả full red blue vô là cái tai nó nổi bật lắm, nó sẽ xanh. Còn các bạn mà nuôi hồ mà bình thường á thì các bạn khó thấy cái lỗ tai nó xanh lắm nha, thấy màu đỏ, thấy hơi xanh xanh thôi. HB Zalo các bạn ơi, HB Zalo mình vẫn bán là 40k một cặp, và các bạn mua 5 cặp thì là 150k. Một cặp lẻ thì 40k, còn 5 cặp thì 150k ha các bạn. Và không có tặng cá nhưng mà mình bớt giá đối với cái dòng này nha. Cá mái các bạn vui lòng nuôi thêm một tuần nữa là nó sẽ đẻ. Và mình ghép trống xong hết rồi. Và dòng này thì mình cũng còn không nhiều nữa. Cho nên là các bạn nếu mà yêu thích, muốn ủng hộ mình thì liên hệ với mình sớm sớm chút xíu. Tại vì nếu mà mình đao giá xuống nữa thì sẽ đẩy rất là nhanh nha các bạn. Dumbo ngũ sắc nha các bạn. Dumbo ngũ sắc dòng này mình bán 40k một cặp và 5 cặp vẫn là 150k. Mà không có tặng cá nha các bạn. Mình bớt giá thôi, không tặng cá nha. Có nhiều người rất là thích Dumbo ngũ sắc.
Tại vì nói là ở đây đông mua cuốn sắt đuôi thì giống rồng mà lỗ tai thì dài ra, thân có platinum. Nhìn con cá nó đẹp, hài hòa và nó có một cái sự pha trộn nào đó nhìn rất là thích. Còn riêng mình, cá mình nuôi cá nào mình cũng thích hết các bạn. Mình đam mê là cá nào mình cũng thích hết. Rồi. Và đơn hàng 300k mình cũng miễn phí ship cho các bạn nha. Mình nói cho các bạn dễ nhớ, 300k mình miễn phí ship, dưới 300k thì 30k cho tất cả các tỉnh thành phố. Như vậy cho các bạn dễ mua, dễ chơi, dễ lựa chọn ha các bạn. Và tiếp tục giới thiệu với các bạn HB Red Raw Cao Ly nha các bạn. HB Red Raw kỳ trên rất là to và đỏ. HB Red Raw này gọi là hoa hồng Bungari. Cái màu của nó là giống giống như bông hồng Bungari vậy các bạn. Và đuôi vẫn còn xòe, còn phát triển nha. Dúng thêm nữa, kỳ trên thì bự như là một cái cánh bươm luôn. BDS Half Moon đó. Và dòng này các bạn muốn làm giống bắt về chừng một combo thôi các bạn. Mình bán một cặp như thế này 50k, 50k nha các bạn. Và các bạn mua 5 cặp 200k. Nói chung là dòng mắt đen về nó cũng khá là dễ chăm sóc, dễ nuôi các bạn. Các bạn thuần nước xong, các bạn nuôi, các bạn bỏ gông đầu vô à, và khi mà cá mái nó bắt đầu ôm bầu bự các bạn nhớ tách ra. Dòng này nó cũng ăn con táo bạo lắm nha. Các bạn mà bắt ra chảy đẻ nhiêu ăn hết trơn luôn á, không từ nan luôn nha. Hồi đó mình mới có cái giống HB Red Raw này thì mình cũng gặp cái tình trạng là bắt cá mái ra không kịp á, thấy là đẻ có bao nhiêu nó ăn hết trơn luôn, trống cũng ăn, mái cũng ăn nữa. Nên là mình rút kinh nghiệm mình tách mái khi mà bầu nó lớn các bạn. Còn cá mái này là mình xin nói với các bạn là chưa đẻ lần nào, chưa đẻ lứa nào luôn, và mình ghép trống sẵn cho các bạn rồi. Các bạn yêu cầu bắt cá mái mà bụng bự bụng vừa vừa gì đó cứ liên hệ với mình nhé. Rồi hôm nay mình xin phép dừng video ở đây nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau này nha. Xin chào và gặp lại nè.